Zeus, sự thật về sự tồn tại của vị thần sấm tối cao của đỉnh Olympus. Nếu yêu thích những câu chuyện về các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, bạn chắc chắn sẽ chẳng xa lạ gì với vị thần tối cao trên đỉnh Olympus, thần Zeus. Zeus là vua của các vị thần Olympus, là đấng trị vì của bầu trời, thời tiết, giông bão, sấm sét, gió và mây. Zeus đồng thời cũng là thần của luật lệ, mệnh lệnh, công lý, định mệnh và loài người. Zeus còn được biết đến là cha của các vị thần hay vua của vạn vật. Trong thần thoại Hy Lạp được miêu tả là con của Cronos và Rhea. Vị thần này là người em út trong số các anh chị em. Huyền thoại về sự ra đời của thần Zeus. Zeus là đứa con thứ 6 của Titan Cronos và Rhea. Với mặc cảm về tội giết cha, thần Cronos luôn luôn lo sợ là quyền lực của mình sẽ không tồn tại được lâu. Ông bị ám ảnh bởi một ý nghĩ cho rằng rồi có lúc đến lượt các con của mình sẽ lại nổi loạn trừng phạt chính mình, giống như lúc ông đã trừng phạt người cha mình vậy. Vậy nên Cronos liền ra lệnh cho vợ ông là nữ thần Rhea phải đem ngay những đứa con mà bà vừa sinh ra đến cho Cronos, mục đích là để ông nuốt chửng ngay chúng không chút thương xót. Và thế là thần Cronos lần lượt nuốt 5 người con của mình vào bụng. Đó là 3 người con gái, Demeter, Hera, Hestia và 2 con trai là Hades và Poseidon. Không thể để cho Cronos nuốt chửng mất đứa con út của mình sắp sửa ra đời, Rhea liền khóc lóc van xin mẹ nàng là nữ thần Gaia giúp đỡ. Theo lời khuyên của Gaia, bà bỏ trốn đến hòn đảo Crete trên biển Địa Trung Hải. Tại đây, bà trú trong một chiếc hang sâu trên núi lửa và đã sinh hạ ra thần Zeus. Giấu con ở đó, nữ thần Rhea quay trở về và trao cho Cronos một hòn đá bọc trong một chiếc tã lót thay cho đứa trẻ mới sinh. Không hề nghi ngờ, Cronos liền nuốt ngay cả hòn đá lẫn chiếc tã vào bụng. Rhea đã bí mật nuôi dưỡng thần Zeus trong hang động Mount Ida tại đảo Crete. Bà đã phái khoảng 3, 5 hoặc 9 linh hồn Demones, các Coret và các Dactyloi xuống đảo Crete để bảo vệ đứa con mới sinh bé bỏng. Để giữ cho Zeus được an toàn khỏi người cha ăn thịt con Cronos, bọn chúng đã nhấn chìm tiếng khóc của trẻ con trong những vũ điệu điên cuồng với tiếng loảng xoảng của giáo mác và khiên, tránh cho chàng khỏi phải chịu chung số phận bất hạnh với các anh trai chị gái. Zeus càng lớn càng cường tráng khỏe mạnh và khôi ngô tuấn tú. Sau khi biết chuyện về các anh chị của mình, Zeus đã nổi loạn chống lại cha và buộc cha phải nhả các chị của chàng ra. Cronos già nua không chống lại được sức khỏe của Zeus, có thêm sự giúp sức của nữ thần Gaia và nữ thần trí tuệ Metis, vợ thứ nhất của Zeus. Không bao lâu sau, Zeus liên minh với các anh em của mình, tuyên chiến với Cronos và với các thần khổng lồ Titan để giành quyền cai trị thế giới. Họ tìm đến những người khổng lồ một mắt nhờ chế tạo ra các loại vũ khí quyền lực. Họ đã tạo ra chiếc mũ tử thần cho Hades, cây đinh ba cho Poseidon và tia sét dành cho thần Zeus. Cronos bị giết và xé thành trăm mảnh bằng chính lưỡi hái của ông trước khi bị ném xuống địa ngục. Thời đại của các vị thần trên núi Olympus. Tên gọi các vị thần trên núi Olympus dùng để chỉ các thần thuộc thế hệ thần thứ hai sau thế hệ các thần khổng lồ. Và sở dĩ họ được gọi như vậy là vì các vị thần này đã lấy quả núi Olympus làm đại bản doanh trong cuộc giao tranh với các vị thần Titan. Nhưng nhiều khi tên gọi này lại được dùng để dành cho thần Zeus cùng đoàn tùy tùng của thần ngự trên núi Olympus sau khi ông đã phân chia quyền lực và lãnh địa cai quản cho các anh em của mình. Sau chiến thắng, để thưởng công cho các anh chị ruột của mình, thần Zeus đã chia phần biển cả cho thần Poseidon, chia vương quốc của các linh hồn người chết dưới lòng đất cho thần Hades, để cho nữ thần Hera vừa là vợ vừa là chị gái mình cai quản công việc đời sống hàng ngày của hoàng cung trên thiên đình, cai quản đời sống gia đình và đời sống vợ chồng của muôn loài, giao cho nữ thần Hestia cai quản công việc nội trợ bếp núc, giao cho nữ thần Demeter công việc cai quản mùa màng nghề nông. Về phần mình, với tư cách là chủ nhân của sấm sét, thần Zeus giữ lấy quyền cai quản thượng giới, còn mặt đất thì vẫn thuộc quyền cai quản chung của tất cả 6 anh chị em. Mặc dù đã phân chia quyền lực như vậy, nhưng ngự ở trên cùng vẫn là thần Zeus. Vị thần tối cao trên đỉnh Olympus. Zeus được miêu tả là một người đàn ông da trắng cơ bắp, râu màu đen hoặc nâu, trông rất giống với cha mình là Cronos, cũng như các anh em khác như Poseidon hay Hades. Ông là một trong 3 vị thần mạnh nhất cùng với Poseidon và Hades.
Theo truyền thuyết Hy Lạp cổ, Zeus mạnh hơn tất cả các thần, ngay cả khi sức mạnh của họ tập hợp lại, nên các thần đều e ngại sức mạnh của ông và chẳng một ai muốn đối đầu trực tiếp với ông cả. Đảm nhiệm vị trí là thần của bầu trời, Zeus hoàn toàn kiểm soát gió, bão, mưa, độ ẩm, mây, sấm chớp và thời tiết. Ngài trị vì các vì sao, ngày và đêm, mặt trăng và mặt trời, quyết định tuổi thọ của con người và cả thời gian. Ông còn có thể kiểm soát toàn bộ sức mạnh của các con, chị em của ông và Zeus có thể ban tặng hoặc tước đoạt sức mạnh ấy một cách dễ dàng. Về mặt sức mạnh thể chất, Zeus có thể nâng cả một ngọn núi và di chuyển với một tốc độ kinh ngạc. Zeus mạnh đến mức có thể ra lệnh cho toàn bộ các thần Olympus và các anh chị của mình. Ông mạnh hơn hầu hết các thần, nhưng vẫn phải e dè trước sức mạnh của hai người anh là Poseidon và Hades. Zeus chính là vua của các vị vua, ông tạo ra công lý, luật lệ, danh dự, trật tự và là người bảo giữ lời thề, nhiệt huyết cũng như sự lãnh đạo. Zeus trừng phạt cái xấu và giết chết bất cứ ai thất hứa. Ông kiểm soát tất cả các cuộc chiến. Zeus chính là đại diện cho cuộc sống của loài người, là bộ mặt của toàn thể cư dân và nền văn hóa Hy Lạp. Thần Zeus có hàng chục người con với 12 vị thần, chưa kể đến những người phàm và tiên nữ khác. Người vợ quyền lực nhất của Zeus là nữ thần Hera. Vị nữ thần này chính là chị của thần Zeus. Thần Zeus được biết đến với tính khí thất thường và rất dễ nổi giận. Mỗi lần thần Zeus tức giận sẽ gây ra những cơn bão khủng khiếp. Thần Zeus nổi tiếng với những hình phạt hà khắc. Là thần thoại hay thực sự tồn tại? Theo một nhóm các nhà khảo cổ Mỹ và Hy Lạp, người Hy Lạp cổ đại lần đầu tiên thờ phụng thần Zeus quyền năng tại một điện thờ trên núi Lycaon. Trong một lần khai quật mới đây tại địa điểm này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện những đồ nghi lễ thường được sử dụng trong hoạt động thờ cúng và có niên đại trên 3 thiên niên kỷ. Đây chính là bằng chứng sớm nhất về sự xuất hiện của thần Zeus tại Hy Lạp. Khám phá này thách thức quan điểm cho rằng việc tôn thờ thần Zeus bắt đầu trên hòn đảo Crete của Hy Lạp, nơi đây đã được ít nhất một nhà sử học cổ đại đặt tên là nơi sinh thần thoại của thần. Những phát hiện mới nhất trên núi Lycaon thuộc tỉnh Arcadia cũng lâu đời như chính khái niệm về thần Zeus, theo nhà khoa học David Romano thuộc Đại học Pennsylvania. Romano cho biết, bằng chứng mới này cho thấy có những bữa tiệc đã diễn ra trên đỉnh núi cách đây khoảng 3.300 đến 3.400 năm trước. Sự tôn thờ thần sấm vẫn còn nguyên vẹn. Thần Zeus là nhân vật quan trọng nhất trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Ngài là đấng cai trị tối cao của đỉnh Olympus, chúa của bầu trời và là cha của những vị thần và người con khác. Nhân vật anh hùng này được sinh ra hoặc là ở đảo Crete hoặc trên núi Lycaon, theo hai nguồn thông tin được viết vào thời cổ đại. Trong khi truyền thuyết là như thế, các nhà sử học và các nhà khảo cổ học vẫn luôn hứng thú với công việc tìm kiếm những nhân tố trong câu chuyện ít nhất cũng được dựa trên sự thực. Mặc dù đền thờ thần Zeus, trong đó có một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại được tìm thấy ở trên khắp Hy Lạp, nơi sinh thành của thần Zeus có thể là nơi mà những người Hy Lạp lần đầu tiên tôn thờ ngài. Các án thờ trên đỉnh núi của người Mycena rất hiếm thấy ở phần lãnh thổ chính của Hy Lạp, theo các nhà khảo cổ học. Giai đoạn này cũng trùng khớp với những đề cập lịch sử đầu tiên về thần Zeus trong những trang văn tự Hy Lạp. Điều đó cho thấy các nghi lễ trên núi Lycaon chính là để vinh danh ngài. Những căn hầm mới hơn và cao hơn còn có các đồng xu bạc, một cánh tay bằng đồng thiếc cầm bó sấm sét. Những lần khai quật trong quá khứ cũng về những tia sét bằng đá. Tất cả những đồ vật trên đều mang một lời khẳng định về thần Zeus, từ đó cho thấy việc sử dụng các án thờ thần trên núi Lycaon vẫn không hề thay đổi trong suốt vài thiên niên kỷ.